đi cổ nữa. À thế thì bác cứ đi thẳng đường D. Bác cứ đi thẳng đường D bác ạ. Vâng, đúng rồi. Chú đừng bảo có phải vợ chồng nhà mình như không, chú bảo vợ chồng nhà mình nói tiếng Bắc. Hôm ngoái vào nghe đi, giọng tiếng Bắc. Không, à, cháu thì ra Bắc từ nhỏ. Bố mẹ với ông bà đấy ở trong. À đúng rồi, có phải chú đến cùng gặp một chú khác đúng không ạ? Đúng rồi, có hai ông ở đấy. À đúng rồi, thế bây giờ cháu mới nhận ra rồi. Cháu mới lên đây được 7 tháng. Đúng rồi, có một chú nữa không đến mà định mua một cặp kia rồi đấy, lúc chú lấy cái cặp đấy, đúng rồi, chính xác. Rồi, cháu nhớ rồi, cháu nhớ, cháu bây giờ cháu nhìn chú cháu mới nhớ ra. Thế cặp năm trước là chú cũng ngâm rượu à? Ngâm rượu. Thế là chú uống hết chưa? Hết thì bảo chưa hết được, nhưng mà nó nhạt nữa. Ngâm rượu như cái dùng cái này đấy, châm khô đó. À, nào hai hộp châm khô. À, dạ vâng. Đây cháu cũng chuẩn bị đi sơ chế cho một anh trên Hà Đông. Anh đấy ông lấy hai cặp mấy năm trước rồi. Mua đầy đủ đông trùng hạ thảo, đủ các kiểu. Nhưng nó quắc các con này nó còn ăn được các bạn cây. Đúng rồi chú. Cây đúng rồi. Nuôi toàn cỏ. Năm nay to hơn. Năm ngoái cặp 9 triệu 6. Năm ngoái có 7 là mấy. Còn năm nay gần 1 cân nhưng mà. Cặp này là bao đẹp. Bọc cái chân nó vào không nó hết lạnh là nó bọc cái chân. Đã phải bọc cái chân nó. Năm ngoái còn cho cái hộp xốp nữa cơ mà. Có xốp mà chú. Có hộp xốp. Thực ra cái này là nó tự nhiên nhất. Uống bằng thật. Vâng. Sâm nhung mới là binh thuốc bắc. Cái hương cái hoa mà toàn loại giả cội nó xoay ra. Đây mình mua bằng thật này uống.